Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin của báo điện tử Vietnamnet sáng mùng 3 Tết Giáp Thìn. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm 2024 nhiều sức khỏe, thành công và an khang thịnh vượng. Tiếp tục đón xem các chương trình của báo điện tử Vietnamnet. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Người đàn ông đột quỵ trên đường được cảnh sát giao thông dùng xe có ưu tiên đưa đi cấp cứu. Tối 11 tháng 2, mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời đưa người đàn ông bị đột quỵ trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, sáng cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ do Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Phó đội trưởng làm tổ trưởng và 5 tổ viên thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 2, xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh thì phát hiện anh DML, sinh năm 1987, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, đi cùng bố DDN, sinh năm 1963 cần giúp đỡ. Qua trao đổi, anh L cho biết ông DDN bị đột quỵ trên đường và đang trong tình trạng nguy kịch cần đưa đi cấp cứu. Tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dùng 19A008XX, sử dụng còi đèn ưu tiên cùng anh L đưa ông N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, vẫn trong thời điểm vàng để cấp cứu, nên đã giúp ông N qua được tình trạng nguy kịch. Anh L thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, với tinh thần nỗ lực xuyên đêm xuyên Tết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón Tết an vui, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đang ứng trực 100% quân số xuyên Tết, sẵn sàng phân luồng giao thông giảm ùn tắc và giúp đỡ người dân khi cần.